Rồi đề bài cho nè. X mũ 4 trừ x mũ 3 trừ 2x bình trừ cho 15 x trừ 25 bằng 0. Xác định giúp lỡ có ít nhất một nghiệm dương và một nghiệm âm. Thì bạn phải biết một nghiệm dương là nó phải số như thế nào. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Một nghiệm dương thì phải nó lớn hơn 0. Và một nghiệm âm nó phải nhỏ hơn 0. Bạn phải chốt cái kiến thức này trước. Được chưa? Mà nó lớn hơn 0 thì bạn phải biết rằng nó phải lớn hơn cái số cái nghiệm đó nè, phải lớn hơn không và nhỏ hơn một cái số gì đó là chưa biết, là cho đại, là không thích, là không biết á, là cho đại số 1 không được, số 2 không được, số 3 không được, số 4 không được, số 5 không được, sẽ số 10 được. Được chưa? Bắt đầu lại xét nè. Đó, mình đặt. Lại đang xét cái chỗ nghiệm dương trước nha, đặt. Fx y chang thôi, bằng cái x mũ 4 trừ x mũ 3 trừ 2x bình trừ 15x trừ 25 và đảm bảo ở bên đây là số 0 nha. Rồi bước 1 Fx liên tục trên, liên tục trên đoạn là sẽ chắc chắn là nó phải lớn hơn 0 nè. Cái chỗ này là chắc chắn rồi nè. Còn cái số này là biết số mấy không? Không, trừ chấm. Bắt đầu F0 tiếp, F của cái số này chưa biết, trừ chấm. Bắt đầu bấm, bấm lại cái Fx đi, rồi bấm cho lại số 0 đi ra nhiêu? Trừ 25. Vậy muốn cho F0 nhân một cái F gì đó mà nhỏ hơn 0 hằng ngày số âm chưa? Vậy chắc chắn này phải là số gì? Dương. Số dương. Bắt đầu mình không, mình đâu biết số này bao nhiêu đúng không? Mình cho 1. Bấm vô. 1 ra số gì? Số 0. Không được. Tiếp tục. Cho mấy? 2. Rồi bắt đầu bấm. Số gì? Số 5. Tiếp tục cho 3. Số 5. Tiếp tục cho 4. Dương. Đó, xong. Vậy mình lấy số mấy? Số 4, xong. Được chưa? Đó, đó là kỹ năng nha. Lỡ nói đó kỹ năng rồi, bắt đầu mình 4 hồi nãy ra nhiêu ạ? 75. 75, 2 này nhân lại ra? 75. Nhỏ. 75, 2 này nhân lại nhỏ hơn? Hơn 0, suy ra Fx có một nghiệm thuộc khoảng 0,4. Mà thuộc khoảng 0,4 là số âm hay số dương? Âm. Cái gì? Không số, bốn, số, dương, số dương. Vậy là có một nghiệm dương thuộc khoảng 0,4. Hiểu. Tiếp tục. Y chang. Xét x thuộc cái đoạn gì đó chưa biết. Đó. Fx liên tục trên cái đoạn gì đó chưa biết. Rồi F đây chưa biết, đây chưa biết. Bắt đầu nghiệm gì? Nghiệm âm chắc chắn nó phải nhỏ hơn. Nhỏ hơn không vậy? Số 0 điền ở đâu? Ở đây hay ở đây? Ở đằng sau. Đằng sau hay đằng trước? Bên trái hay bên phải? Chốt đi. Trái nhỏ hơn. Số 0 trái. Để đâu? Thì bạn nghiệm âm này, giả sử trừ 1 đi, số 0 để bên đâu? Đằng sau. Đằng sau là bên phải hay bên trái? Phải. Từ đây nó nằm đây. Hiểu chưa? Phải biết để vị trí. Tiếp. Số này biết bao nhiêu không? Không, bắt đầu bấm máy tính, thế không vô ra nhiêu, trừ 25, tiếp tục, thế nhỏ hơn trừ 1, lấy đại số đi, trừ 2, trừ 3, trừ 4, bắt đầu thế vô bấm, trừ 2, 21, 21 đó, hay là trừ, 21, lấy không, lấy số mấy à, trừ 2, lấy trừ 2 rồi, trừ 2 đó, đi vô trừ 2 ra 21, 2 này nhân lại ra, số âm vậy suy ra Fx có một nghiệm thuộc khoảng trừ 2 đến 0. Trừ 2 đến 0 là số âm hay số dương? Số âm. Âm, vậy là số âm. Vậy là mình có Fx có một nghiệm âm thuộc khoảng từ trừ 2 đến 0. Vậy kết luận số 1, số 2 kết luận. Đâu rồi? 1, 2 kết luận. Vậy hàm số Fx có một nghiệm âm và một nghiệm dương đó. Được chưa? Hiểu không?